Chào tất cả các quý vị nha, hôm nay mình sẽ đến với đám cưới của người Dao ha. Trang phục của người Dao thì rất là sặc sỡ luôn. Rất nhiều họa tiết được thêu thành vòng quanh các tay áo, rồi quanh các những tấm khăn đội đầu. Ở đây là xô nếp cẩm nhé. Các cô, các bác và các chị em mặc đồ dân tộc rất là đẹp luôn. Đám cưới ở trên này thì mọi người sẽ tập trung rất là đông luôn. Thì rất là nhiều bạn họ hàng. Cũng có nhiều anh trai thì mặc đồ phổ thông rồi, mặc đồ hiện đại. Đây là cái nghi thức ở trước bàn thờ tổ tiên của cô dâu và chú rể. Họ rất coi trọng vấn đề về cúng bái tổ tiên. Sau đó là chúng ta sẽ thấy được rằng là cô dâu được đưa vô phòng tân hôn. Phòng tân hôn thì cô dâu được vào thôi. Chú rể hôm nay thì vẫn phải ở ngoài làm lễ rất là nhiều. Chú rể sẽ là người vô sau. Trong này thì có những các bạn nữ, bạn của cô dâu, gọi là phụ dâu ạ. Đấy, đã cởi khăn rồi, trùm đầu rồi. Khăn trùm đầu cũng rất là sặc sỡ luôn. Rất là nhiều họa tiết hoa văn và những cái dây cài lên rất là đẹp. Còn đây là cô dâu nhé, cô dâu trước khi vô nhà trai nhé. Trước khi vô nhà thì người ta sẽ chọn giờ tốt để vô nhà, cho nên là cô dâu sẽ được chỉnh trang ở ngoài này và chờ đúng giờ thì rước vào thôi. Ôi, rất là nhiều vòng chuối luôn, màu vàng rất là đẹp. Một bộ kiềng cổ rất là nhiều vòng, chất liệu là bạc. Cô dâu rất là xinh. Rất là nhiều phụ kiện trang phục đi kèm luôn. Không thể ngờ được rằng rất là nhiều chi tiết. Bộ trang phục có lẽ phải mặc đến nửa tiếng đó. Cuối cùng thì cũng sắp hoàn thiện cái trang phục rồi. Những chiếc khăn đã được đội lên. Rất là xinh luôn. Các cô gái rất là xinh. Đây là toàn thể cái đoàn nhà gái nhé. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp mọi người tại những video clip sau. Xin chào.
khám phá thêm văn hóa, truyền thống, lịch sử, tôn vinh nét đẹp của Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp tất cả các quý vị ở những video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại!